cho các bạn kỹ thuật vẽ ren trên móng nha. Đây, rồi bắt đầu mình vẽ nha. Vẽ thì vẽ ren trên móng này thì chúng ta sẽ vẽ bằng treo và mọi cái cọ nhất là cái cọ vẽ treo các bạn. Mình lấy một chút xíu cái màu treo như thế này thôi. Mình lấy và mình chút nhẹ lên nè. Mình múc cái múc cơm mà các bạn. Mình múc nhẹ lên như thế này tí xíu thôi các bạn ha. Xong sau đó mình vẽ. Vẽ ra thì mình vẽ một cái đường tròn. Thank you.
bạn đắp bột với nhau nha. Tập đắp cho nhau. Giờ em đưa hai tay đi, một bạn tay này, một bạn tay kia. Thì hai bạn cùng làm hết luôn. Rồi tiếp tục chúng ta tước nha. Bạn bên nước khỏe, chúng ta bắt đầu tước nhị nha. Quay cho các bạn xem luôn ha. Bên ngoài có một chút gì đó hơi vàng.
đợi cái lớp nhũ này nó vừa khô đi ha, thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ sơn tớp nha các bạn. Chúng ta sẽ làm thành công nha. Các bạn nếu thấy video bổ ích thì các bạn hãy nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.